Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, trong tâm thức của những người làm nông nghiệp, thần nông được xem như vị thần ban cho mùa màng tốt tươi. Bởi thế, việc thờ cúng thần nông đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc từ bao đời nay. Huyện Lục Nam đang đầu tư xây dựng công trình đền thần nông với nhiều hạng mục. Ngoài việc phục dựng lại nơi thờ tự, nghi lễ cúng tế thần nông, địa phương này hướng tới mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành một quần thể du lịch sinh thái tâm linh nghỉ dưỡng. Nằm bên sườn Tây Yên Tử, đền thần nông được xây dựng trên diện tích hơn 30 hectare, thuộc địa bàn thôn Hố Mị, xã Cẩm Lý. Địa điểm xây dựng công trình này được gắn liền với những dấu tích liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Ở đây có thể nói là để lại những dấu tích của nghề nông phát triển khá lâu đời, hay là cái sự tích mà đem đến cái ngôi sao thần nông ấy, thì đứng ở cái đỉnh thần nông, ở đỉnh núi ở đấy là có thể nói là làm cái khoảng cách gần nhất. Thế và những cái trình thiết đó được nhân dân hàng năm ấy là vẫn tổ chức cái lễ cầu mưa thuận gió hòa. Công trình đền thần nông đang xây dựng bao gồm đền và nhà thờ mẫu, đền thần nông, nhà khánh tiết, vọng cảnh, đền trình. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra quần thể du lịch sinh thái tâm linh nghỉ dưỡng với những khu vườn hồ nước và khuôn viên hấp dẫn du khách. Với những người dân nơi đây, việc xây dựng công trình đền thần nông đã thỏa lòng mong ước nhiều năm. Sau khi đã tìm được ra cái huyệt này mà chủ trương của nhà nước cho đầu tư mà làm cái đền thờ vua thần nông, mà là người mà đã dạy người dân để làm lúa và đồng thời là lấy thuốc để chữa bệnh cho loài người, thì cái đấy căn làm nên cái này, tôi cho cái này là hoàn toàn hợp lý, hợp với lòng dân. Hiện nay những hạng mục chính của công trình đền thờ nông đã cơ bản hoàn thành. Huyện Lục Nam cũng đã đầu tư xây dựng tuyến đường vào dài hơn 1 km với chiều rộng nền đường hơn 20 m. Hiện nay địa phương này đang tiến hành phục dựng lễ tế thần nông. Khu vực đền thần nông đã được tỉnh Bắc Giang đưa vào quy hoạch và mở rộng không gian có thể kết nối với nhiều điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Và tới đây thì huyện Lục Nam cũng sẽ phục dựng lễ tế thần nông, một nghi lễ mà người xưa vẫn hay làm để cầu cho mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Việc xây dựng đền thần nông và phục dựng lễ tế thần nông sẽ làm phong phú thêm hình thái thờ cúng thần nông của cư dân nông nghiệp cũng như đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đây cũng sẽ là một điểm đến có ý nghĩa đối với du khách vào dịp đầu xuân trên con đường hành hương sườn Tây Yên Tử.